Xin sư giải thích vì sao tham thiền là thiện pháp. Ngoài lý do lúc đó ta hạn chế tham sân si, còn lý do nào nữa? Cái chân đá đó, chúng ta dịch là dục, mà đúng ra nó có nghĩa là sự mong muốn. Chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải có sự mong muốn thì chúng ta mới làm được. Quý vị muốn hành thiền thì quý vị mới hành thiền được. Quý vị tới đây thì quý vị phải muốn tới đây thì quý vị mới tới đây được. Chúng ta phải muốn hành thiền chúng ta mới hành thiền được. Rồi khi chúng ta giữ giới cũng thế. Chúng ta phải muốn giữ giới thì chúng ta mới giữ giới được. Thì đương nhiên là cái đó nó phải là thiện. Cái chanh đá thì nhiều người dịch là cái dục hoặc là cái tham. Xin thưa, cái vấn đề là do cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Chứ rõ ràng anh làm ác, anh phải muốn làm ác thì anh mới làm ác chứ. Anh làm thiện, anh cũng phải muốn làm thiện thì anh mới làm thiện. Chỉ có điều là Đức Thế Tôn nói trong Pháp Cú là hãy tích cực làm thiện. Bởi vì ai không ham thích làm thiện, người ấy sẽ ham thích làm ác. Tức là ở đời chúng ta chỉ có hai cái thái cực thôi, thiện hoặc là ác. Hầu hết là vậy, đừng có lôi cái tâm vô ký vô trong đây. Đừng có lôi cái tâm duy tác vô trong đây. Hầu hết chúng ta chỉ có hai thái cực thiện hoặc bất thiện thôi. Thì người không ham thích làm thiện, người đó sẽ ham thích làm ác. Đơn giản thế. Thành ra là quý vị ham thiền hoặc tham thiền, đó là phải muốn hành thiền thì rõ ràng đó là thiện. Bởi vì chỉ có muốn thì chúng ta mới hành thiền được. Rồi lại một điều nữa, khi chúng ta hành thiền, chúng ta đạt được cái hỷ, là chính cái hỷ trong thiền giúp cho chúng ta thích thú trong việc hành thiền. Thì vốn dĩ bản thân nó là cái thọ hỷ. Còn cái tâm là cái tâm gì? Đôi khi chúng ta lại áp dụng nó bằng cái tâm tham. Khi mà chúng ta áp dụng nó bằng cái tâm tham thì nó lại là cái bất thiện. Nhưng mà trong Tam Tạng Chỉ Nam thì nói rằng đó là cái bất thiện nên có. Bởi nếu quý vị không ham thích hành thiền, sao quý vị ngồi hành thiền? Hành thiền mà đau khổ quá, hành thiền mà bức bối khó chịu, mỗi lần hành thiền là như một lần là bị người ta nhấn đầu xuống nước đó, thì trừ một số ít người thôi, chứ còn ngoài ra thì làm sao mà mình ham thích. Chỉ khi nào việc hành thiền đem lại sự an lạc thì người ta mới ham thích chứ. Thì bản thân cái đó là cái tham đấy. Nhưng mà tham đó là cái tham nên có. Bởi vì nếu không có cái tham nên có đó, người ta đâu có chịu hành thiền. Hay là việc bố thí cũng vậy. Quý vị bố thí, quý vị có vui không? Vui chứ. Xin thưa là dính cái đó đôi khi nhiều người, xin nói vui là bị nghiện. Đi làm từ thiện riết nghiện. Nó vui. Nhưng mà nhờ cái đó thì chúng ta mới có động lực để chúng ta tiếp tục làm thiện chứ. Chứ nếu như mà mình đi làm thiện mà mình buồn, mình khổ thì như vậy thì chỉ có một số ít người, chứ còn hầu hết thì người ta đâu có chịu làm. Ngay cả việc giữ giới cũng vậy. Giữ giới có sự an lạc của việc giữ giới. Thành ra có những người họ giữ giới họ an lạc. Cái đó là cái nên có. Cho nên là đừng có nhầm lẫn với cái ác bất thiện pháp. Nó khác.